mạng y tế vì sức khỏe cộng đồng chào bạn bạn đang nghe audio chuyên mục sức khỏe và đời sống trên website mạng y tế vn dưỡng da từ a đến z với dâu tây dâu tây không chỉ đẹp mát ngon miệng bổ dưỡng mà còn là thần dược cho làn da dâu tây không chỉ hấp dẫn bởi vẻ tươi mọng mà còn có rất nhiều tác dụng bổ dưỡng cho cơ thể lượng vitamin c dồi dào trong loại quả này kích thích cơ thể hấp thụ chất sắt tốt hơn, giúp tăng sức đề kháng, chống rối loạn tiêu hóa, phòng vết ố trên răng. Thế nhưng, nhắc đến dâu tây, người ta thường nghĩ ngay đến hiệu quả làm đẹp da. Vì vậy, mạng y tế muốn giới thiệu với các bạn một vài công dụng của loại mỹ phẩm thiên nhiên này. Cốc tai chống mụn, sáng da. 8 quả dâu tây, một quả kiwi, một chén nước ép dứa tươi đánh nhuyễn hoặc xay dâu tây cùng kỳ tuy, sau đó hòa nước dứa ép để uống. Tuy cốc tai dâu tây không tác động trực tiếp lên da, nhưng các nhà khoa học cho rằng, nó phát huy tác dụng trị mụn và làm đẹp da tốt hơn sau khi được cơ thể hấp thụ hoàn toàn. Mặt nạ làm dịu da, rửa mặt thật sạch. Sau đó thoa lên mặt những lát dâu tây để làm trắng da và xoa dịu vùng da bị cháy nắng. Mặt nạ làm sạch lỗ chân lông lấy một phần hai chén dâu tây nghiền nát, một thìa cà phê sữa tươi, một thìa cà phê bột gạo trộn đều, và thoa hỗn hợp lên mặt để khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Hoặc, dùng hai thìa cà phê bột yến mạch, một thìa cà phê sữa chua, trộn với hai quả dâu tây chín đã được nghiền nát. Sau đó, thoa hỗn hợp lên mặt và mát ra trong 20 phút. Làn da trắng đẹp với nguyên liệu sẵn có trong bếp. Mặt nạ dưỡng ẩm. 5 quả dâu tây chín nghiền nát, 2 thìa cà phê dầu ô liu, 1 thìa cà phê muối. Trộn hỗn hợp sao cho muối tan hết, rồi bôi lên da và mát xa để có làn da mịn màng, chống khô hanh. Mặt nạ tái tạo da và thư giãn. 1 phần 2 chén dâu tây nghiền. 1 thìa cà phê sữa chua, 1 thìa cà phê mật ong, 1 phần 8 thìa cà phê tinh dầu oải hương. Trộn tất cả những nguyên liệu trên thật nhuyễn, rồi đắp lên mặt và cổ, sau 10 phút rửa sạch tắm trắng, 1 phần 2 chén dâu tây nghiền nát, 2 chén kem sữa, 1 thìa cà phê dầu thầu dầu. Hòa tất cả những thứ trên vào bồn tắm, và ngâm mình trong đó. Bạn sẽ thấy làn da không chỉ trở nên trắng trẻo, hồng hào hơn sau một vài lần thực hiện, mà còn phảng phất mùi hương tươi mát gợi cảm của dâu tây khi tắm xong. Nguồn Internet, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích chúc bạn luôn mạnh khỏe